Việc đầu tiên bạn hãy kích chuột phải vào Network, chọn dòng Open Network and Sharing Center. Sau đó bạn nhìn sang bên trái và bấm vào dòng chữ Train Advanced Sharing Setting. Bạn chọn theo hình sau: Turn on Network Discovery này. Phần File and Print Sharing thì chọn, nếu bạn chia sẻ màn hình thì bạn chọn là Turn on File and Print Sharing. Nếu không chia sẻ màn hình thì bạn chọn Turn off. Public Folder Sharing, bạn chọn Turn on. Nó sẽ chỉ chia sẻ thư mục public ở trong máy tính của bạn mà thôi. Ở mục File Sharing Connection, nếu là các máy chia sẻ cùng là Win 7 thì bạn chọn dòng đầu tiên có chữ Recommend ở cuối, tức là Use 128-bit Encryption to help protection file sharing connection. Và tiếp ở mục Password Protect Sharing thì bạn chọn là, nếu như máy của bạn đặt password thì bạn chọn Turn on Password Protect Sharing. Nếu máy của bạn không đặt password, bạn chỉ muốn chia sẻ ngang hàng một cách đơn giản thì bạn chọn là Turn off Password. Ngoài ra mục dưới này bạn để nguyên. Sau bạn ấn Save Chain. Sau khi bạn chia sẻ xong thì bạn có thể kiểm tra lại một file one. Bạn hãy chọn dòng Advanced Setting ở trong một file one nhé. Advanced Setting. Mình sẽ hướng dẫn bạn tắt file one đi bằng cách là bạn sẽ bấm vào cái dòng chữ là Windows File One Property. Ở trong mục này bạn chọn là off, domain bạn chọn off, private chọn off, public bạn cũng chọn là off, sau đó ok, đóng lại, đóng cửa sổ lại. Bây giờ đến mục chia sẻ, bạn mở, giả sử mình chia sẻ OD, chia sẻ thư mục là thư mục chia sẻ, mình đặt cái tên này để cho bạn dễ nhớ. Bây giờ bạn giả sử bạn muốn chia sẻ thư mục này, bạn kích chuột phải, chọn Protect. Bạn sẽ quan tâm đến hai tab, một tab là Sharing và một tab là Security. Trong tab Sharing thì bạn bấm vào chữ Advanced Sharing. Bạn bấm vào check vào cái dòng chữ là, vào cái ô ở giật chữ dòng chữ Share This Folder. Bạn để ý nhá, tên để nguyên này. Permission là cái quyền hạn mà bạn muốn. Ví dụ như ở đây everyone bạn chọn là read, có nghĩa là người chỉ chia sẻ, chỉ đọc. Ok, apply, ok. Sau đó bạn chuyển sang tab security. Trong tab này bạn phải ấn vào nút edit. Bạn bấm vào nút add. Mục đích của cái này là mình sẽ add tài khoản everyone và để tất cả mọi người đều có thể vào được. Bạn bấm vào check name, sau đó bấm ok. Đấy, bạn cũng chọn quyền để cho mọi người truy cập. Ví dụ như là bạn chọn ba dòng mặc định giống mình như này thì họ sẽ chỉ có thể đọc và không thể thay đổi hay là sửa chữa gì cả. Còn nếu bạn muốn chia sẻ toàn bộ, có thể ở máy B có thể truy cập vào và thay đổi, sửa chữa, xóa các file ở trong thư mục chia sẻ thì bạn hãy chọn Full Control. Nếu không thì bạn bỏ Full Control và bạn chỉ chọn 3 dòng giống mình. Write cũng không được, không bỏ, không được chọn. Như vậy chọn đúng 3 dòng này. Bạn nhìn kỹ 3 dòng này. Apply. Ok.
khi bạn chia sẻ everyone này thì trong một setting lúc đó, trong một setting ở lúc nãy là bạn đây chỗ này này, network setting này, trên advanced setting network setting này, bạn để ý cái dòng cuối cùng có chữ là turn off protect password protect setting này, turn off password protect setting. Nếu như lúc nãy bạn add tài khoản everyone thì bạn để off này cũng được, nhưng nếu bạn không add tài khoản everyone lúc nãy mà bạn để nguyên, bạn chỉ chia sẻ không, tab security bạn không thay đổi gì, thì cái chỗ này bạn phải chọn là turn on password protect, có nghĩa là hai máy tính A và máy tính B của bạn phải đặt password. Bạn nhớ nhá, phải đặt password và muốn truy cập vào từ máy A hoặc từ máy B thì bạn đều phải gõ password. Sau đó, bây giờ muốn truy cập vào một máy thì bạn chỉ cần gõ ấn Windows R. Sau đó bạn gõ là suộc suộc. Ví dụ lúc nãy mình chọn máy A thì mình truy cập máy B, mình sẽ gõ là 192.168.0.6. Bạn nhớ nhá, lúc nãy mình máy B mình đặt ví dụ là 6. Bạn ấn OK. Thì ở đây mình không có máy đó cho nên là mình ấn nó sẽ không có tác dụng gì cả. Nhưng nếu cái máy B là máy 6 thì bạn ấn OK thì nó sẽ hiện ra cái file mà bạn vừa chia sẻ lúc nãy là thư mục chia sẻ này. Vậy thôi. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn sau khi bạn đã chia sẻ thành công thì từ đấy trở đi mọi người có thể truy cập vào máy tính của bạn ở bất kỳ đâu, miễn là cùng kết nối với một mạng, cùng truy cập một đường truyền và một modem. Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chia sẻ public ra internet, tức là tạo hoặc là tạo kết nối VPN. Vậy thôi nhé, chúc bạn thành công.